Lý Nhã Kỳ giao hảo thấy nể, mời Han chia sớt về Việt Nam dễ như trở bàn tay, thân thiết với Sa Thi Mạn như chị em ruột. Thank you. Han chia sớt, ngày 10 tháng 5 năm 2022, Lý Nhã Kỳ đích thân ra sân bay đón tài tử Hàn Quốc Han chia sớt. Trên trang cá nhân, nữ đại gia kim cương tạo dáng bên nam diễn viên dày thủy tinh và chia sẻ đầy hài hước. Trai gặp anh ấy là hốt nhanh vào xe, tránh để các chị em hậu cung tương tàn tại sân bay. Khi Han Chae Seok vừa xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất, Lý Nhã Kỳ và nhiều khán giả đã đón tiếp anh vô cùng nồng nhiệt. Hai bên chào hỏi trò chuyện rất vui vẻ, tài tử xứ Hàn liên tục vẫy tay với người hâm mộ. Đặc biệt, nam diễn viên còn nắm tay mỹ nhân Việt để giúp cô di chuyển nhanh hơn. Han Chae Seok không phải là cái tên quá xa lạ với khán giả. Anh sinh năm 1973, nổi tiếng nhờ các vai diễn trong những tác phẩm ăn khách như Người Mẫu, Tình Yêu Trong Sáng, Dày Thủy Tinh. Vốn là tài tử hạng A tại làng giải trí Hàn Quốc, việc ngôi sao xứ Kim Chi nhận lời mời của Lý Nhã Kỳ sang Việt Nam đóng phim từng khiến dân tình bất ngờ. Được biết, Han Chae Seok sẽ ở lại để cùng người đẹp quảng bá cho dự án mà hai người đóng cặp. Nam diễn viên Hàn Quốc đã chia sẻ, lúc nhận lời tham gia phim, tôi không ngờ mình trải qua nhiều gian nan đến vậy. Tuy nhiên, cách làm việc chuyên nghiệp của ekip Việt Nam và Lý Nhã Kỳ khiến tôi cảm kích, quyết tâm hỗ trợ cô ấy hết mức. Sa Thi Mạn, người yêu mến mỹ nhân sinh năm 1982, đều biết nữ đại gia chơi cực thân với Sa Thi Mạn, ngôi sao TVB. Cả hai nhờ bà trùm làng giải trí Hồng Kông, Lạc Di Linh, kết nối từ khá lâu và duy trì tình bạn đẹp suốt nhiều năm. Cũng như Han Chae Seok, người đẹp Hồng Kông cũng nhiều lần sang Việt Nam theo lời mời của Lý Nhã Kỳ. Không chỉ vậy, ảnh hậu còn đăng ảnh chụp cùng nữ đại gia Kim Cương lên trang cá nhân. Điều đó đủ cho thấy tình bạn đẹp, bền chặt của hai mỹ nhân đình đám. Ngược lại, Lý Nhã Kỳ cũng sẵn sàng sang Hồng Kông để gặp gỡ Sa Thi Mạn. Ngôi sao TVB từng nói về cô bạn thân trước báo chí rằng, khi Lý Nhã Kỳ ở Hồng Kông, tôi sẽ dành thời gian cho cô ấy và ngược lại. Tôi nghĩ khoảng cách địa lý không quan trọng, quý mến nhau thì ở đâu cũng gặp nhau. Trên mạng xã hội, họ vẫn duy trì kết nối và thường xuyên tương tác lẫn nhau. Chia sẻ về tình bạn đặc biệt này, diễn viên phim Gió Nghịch Mùa từng tiết lộ, Sa Thi Mạn là người tri kỷ, luôn đồng hành, lắng nghe cô chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Tạ Thiên Hoa, ngoài mỹ nhân TVB, Tạ Thiên Hoa chính là tài tử Hồng Kông mà Lý Nhã Kỳ có mối quan hệ bạn bè gắn bó. Thậm chí năm 2013, anh cũng từng sang Việt Nam theo lời mời của cô bạn đại gia. Mỹ nhân và nam diễn viên Hồng Kông từng bị nghi vấn hẹn hò. Nhưng khi Tạ Thiên Hoa sang Việt Nam, tài tử đã phủ nhận việc này. Anh cho rằng người đẹp giỏi giao tiếp, thông thạo tiếng Anh, lại rất dễ thương nên được nhiều người quý mến và muốn kết bạn. Mối quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè. Lý Nhã Kỳ không chỉ là nữ đại gia nắm trong tay khối tài sản kết xù, mà cô còn được nhớ đến như một ngôi sao có mối quan hệ rộng trong giới thượng lưu. Thân thiết với nhiều cái tên đình đám của showbiz châu Á, Lý Nhã Kỳ quen biết với các chính khách, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng. Mỹ nhân từng tham dự nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế và thường xuyên khoe ảnh chụp cùng những gương mặt đình đám. Nữ đại gia này còn gây sốt vì mời được hẳn dàn sao hạng A về Việt Nam dự sự kiện do cô tổ chức. Lý Nhã Kỳ có mối giao hảo với nhiều nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng, không chỉ gặp gỡ ở cửa ly gần, cô còn duy trì tình bạn thân thiết đến mức chỉ cần mỹ nhân mời là các gương mặt đình đám của showbiz châu Á như Sa Thi Mạn, Han Chae Seok đều sẵn lòng bay sang Việt Nam để đáp lại thịnh tình của nữ đại gia Kim Cương. Còn bạn có cảm nghĩ gì về mối quan hệ ngoại giao vô cùng thú vị của Lý Nhã Kỳ? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết với nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.